Thưa quý vị, thể dục thể thao là một trong những hoạt động được người dân Đà Nẵng rất ưa chuộng. Vì vậy, ngay sau khi thành phố cho phép người dân sinh sống tại khu vực vùng xanh được tập thể dục theo khung giờ nhất định, thì ai nấy đều rất phấn khởi. Song không chủ quan, ý thức được nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Đến nay thì người dân đều tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi hoạt động thể dục thể thao tại nơi công cộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay. Từ sáng sớm nay, tại khu vực dân cư hay những tuyến đường quen thuộc mà người dân thành phố thường tập thể dục trước đây, không khí đã nhộn nhịp trở lại. Ghi nhận tại tuyến đường Bạch Đằng, người dân thoải mái tập thể dục, đạp xe và tập những bài dưỡng sinh. Bên cạnh đó, người dân cũng đã tạo được nếp sống an toàn trong những ngày này là vừa hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, vừa kèm theo các biện pháp phòng chống dịch. Sau thời gian dài chống dịch, mỗi người dân đều ý thức việc phòng chống dịch là bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Câu lạc bộ của chúng tôi là thực hiện là cứ 5 giờ 15 là chúng tôi có mặt tại đây và tập các bài thể dục. Đến 6 giờ, hơn 6 giờ thì chúng tôi về. Thì chúng tôi cũng ý thức được là trong khi dịch bệnh vẫn còn đang có những điều rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng tôi thực hiện là cái giãn cách trong lúc tập. Mọi người đứng cách nhau 2 mét. Và không có tập trung đông người, nghĩa là chúng tôi thực hiện tốt cái 5K. Thì chị thấy cái việc mà nới lỏng cho tập thể dục thì rất là tốt. Thì chị mong rằng những cái vùng khác cũng cố gắng là phấn đấu lên vùng xanh để mình có thể được đi ra ngoài tập thể dục như vậy. Hôm qua ngày 18 tháng 9, sau 70 ngày kiên cường chống dịch, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc mới nào. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy công tác phòng chống dịch của thành phố đã đi đúng hướng. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân đã phát huy hiệu quả. Vì vậy, toàn thể nhân dân cần tiếp tục giữ vững tinh thần không chủ quan, lơ là, buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để giữ vững thành quả này, bảo vệ thành phố an toàn vượt qua đại dịch.